Em Út thân chào cả nhà mình. Ngày hôm nay em Út có một lô kiêng quýt cả nhà ơi. Lô này gồm có 9 cây. Đó, 9 cây nha cả nhà. Em Út sẽ giao lưu giá cực kỳ yêu thương cho anh chị em mình luôn nha. Để em quay từng cây cho cả nhà mình xem ha. Cái cây đầu tiên, cây này cao 29, hoành 16 nha cả nhà. Đó, cây này phần này thì nó lũa nha anh chị em mình. Đó, lũa rất là duyên luôn. Đây, cây đầu tiên, cao 29, hoành 16. Em quay một vòng cho anh chị em mình xem ha. Đó, cây rất là duyên nha cả nhà. Đó, gọng lắc léo luôn. Đó là cây đầu tiên nha cả nhà. Rồi cây thứ hai. Cây thứ hai này hoành 20, cao 22 nha cả nhà. Cũng rất là chi là lực luôn. Đó. Cao 20, hoành 22 nha cả nhà. Đó là cây thứ hai nha. Rồi, em quay tiếp cây thứ ba. Cây thứ ba này cao 14, hoành 20 nha anh chị em mình. Đó. Em Út cắt gọt rồi, trét keo rồi nha cả nhà nha. Hoành 14. Ê, cao 14, hoành 20 nha anh chị em mình. Là cây thứ ba. Tiếp theo là cây số 4. Hoành 19, cao 20. Cái dáng nằm của nó là 21. Cây này cực kỳ duyên luôn anh chị em mình. Nó có tóp nắng một đoạn này nhưng mà không sao hết nha anh chị em mình. Đó. Nằm rất là duyên luôn. Cây số 5 là cao 25, hoành 22 nha cả nhà. Đây là cây số 5. Đó, cao 25, hoành 22. Cây số 6 cao 34, hoành 25. Đó, cây này thế mẫu tử luôn. Có cây tử dưới đây nè cả nhà. Cao 34, hoành 25 nha anh chị em mình. Rồi, cây số 7. Cây này cao 33, hoành 22. Nằm lắc léo có gọng ở đây nè cả nhà. Cao 33, hoành 22 nha anh chị em mình. Cái dáng nằm khỏi nói luôn nha anh chị em mình. Đó, cái phôi kiện quýt. Cây số 8 cao 15, hoành 17. Cao 15, hoành 17 nha cả nhà. Cây số 9 cao 20, hoành 25. Rất chi là lực luôn. Để em quay một phần cả nhà xem ha. Cao 20, hoành 25. Rồi 9 cây này em Út giao lưu giá cực kỳ yêu thương luôn nha cả nhà. Giao lưu giá mùa dịch luôn nha. 9 cây này em Út giao lưu với anh chị em mình. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 0795499088 nha. Em sẽ gửi hình lại từng cây và báo giá cho anh chị em mình nha. Lô 9 cây nha cả nhà.